Cái kiểu mà cứ chửi nhau suốt về nghi lắm á. Sao bạn mới quay phim được? Thử nè. Bây giờ bà nội 2 3. Yes. Tạm đi. Đoàn phim bị kỳ cục ghê. Ngày đầu tiên anh đang làm đẹp xong rồi cứ bị làm xấu, chứ bây giờ đang làm đẹp xong bây giờ cũng mất làm xấu lại. Thận ghê sợ luôn. Tốt rồi, xin nữa chị. Tên bóp bóp không anh giúp anh đóng lại xin mà anh bán hả chưa gửi vô thằng em nhung vàng quá à, nhung người Hàn Quốc giờ nó ẩm một mí mẹ hai mí mà cực kỳ đó dưỡng để vô giường nè không được ba quay qua kìa nhìn đó ba mí lót bởi vì Việt Nam hôm nay mời đóng phim không có Nhật đi làm sao anh biết tình ta đó, anh ơi, chết đó. Em không nghĩ trên lên đều. Dễ gì được quay phim chung với lại bé Phương đúng không? Thôi là quay đó. Dễ gì đi quay phim chung. Cảnh này hai chồng có hôn nhau không? Chồng hạnh phúc, ok! Ôm cái chấp!